đang vào này. Con không vào phòng nữa. Mày rảnh hả? Hello teachers. Oh. Cô là đi. Được chưa? Dạ. Ok, may quá. It's a land of a job homework first. Can you see the slide? Em tưởng mà bài trước cô bảo là làm bài tập ở cái phần bài cuối cùng của cái bài 35. Yes, bốn tấm cả hai. Bài này mình đã làm chưa? Rồi ạ. Ok, I will check this one. Yes. I went to a Chinese restaurant that was very good. Yes. I met a Mexico actor who was good looking. Đầu tiên là gì ở câu số 1? Tại sao mình lại dừng đáp? Tại vì là theo em nghĩ là nó that, bởi vì that was very good thì who was very good thì không được, nên em nghĩ là that was very good. Cái who hay là cái that có phụ thuộc vào cái gì nhỉ? Phụ thuộc cái danh từ ngay trước nó, đúng không? Nếu danh từ chỉ người thì thường who, tự như là a Mexican actor, actor là người đúng không? Mình sẽ dùng who. Còn Russian là gì? Một cái gì? Question nghĩa là gì nhỉ? Nhà hàng đúng không? À vâng. Nhà hàng thì là một gì, sự vật hay là đồ vật thì mình sẽ dùng đã. Ok, không thể dùng who, không phải là người. Nhớ cho cô nha, nó sẽ phụ thuộc vào cái danh từ đứng ngay trước cái mệnh đề quan hệ. Có đi. Ok. Ok, so now let's look at today's lesson. Okay, today we will be the last lesson in this course. Tức là sẽ là buổi học cuối cùng ở khóa này. Sau khi kết thúc khóa, đang có học tiếp không? Em không biết. Okay, mình có thể trao đổi lại với mẹ nhá. Để học tiếp hay không? Anyway, we will start the lesson. Mình sẽ bắt đầu activity 1. Can you look at this picture? Yes. They all are the stories that we learned before, right? Yes. Tất cả những câu chuyện mình đã học. Wow. Nói về bức tranh nào? Goodbye. Track B62. Page 108. Activity 1. Listen and number. Number 1. The story has finished. The treasure is safe. So now this man is looking through his telescope, and he can see many scenes at the end of the story. Number 2. They didn't get the treasure and are not at the dinner party. They are in jail. Number 3. Wow, what a great dinner. This boy loves eating chicken and drinking soda. Number 4.
This man is leaving Ice Island. He's leaving in his submarine. Number 5. She is the only girl who is at the dinner party. She's happy. Number 6. He is at the party too. He likes the food and drink. He loves the pizza. Number 7. They're happy. They're dancing around the statue of their king. Number is for cô hình như em thấy trong đây người ta đọc sai thì phải. No, tức là mình ở đây không phải nói về các bức tranh nhá, mình sẽ nói về từng nhân vật một đấy. You see? Yes. For example, cái câu cuối cùng ấy nói về gì? They're dancing. Wow. Ở cạnh cái gì? With the statue. The statue, yes. So, can you guess which letter? Tức là nói về gì? Đây ví dụ A là người đàn ông ở đây, B là bạn tóc vàng này, C là bạn mũ cao này, D F này. Thế thì mình có thể đoán được không? Nhưng mà ví dụ như cô, ví dụ cái câu số 7 vừa rồi mình nghe được ấy. They are dancing with the statue. Can you guess? What letter? Nói về số mấy? Chữ gì nhỉ? Số 7 ạ. Yes, number 7. With letter G, right? Nghe lại một lần nữa nhé. Goodbye. Track B62. Page 108. Activity 1. Listen and number. Number 1. The story has finished. The treasure is safe. So now this man is looking through his telescope. And he can see many scenes at the end of the story. Number 1. F. Okay, let's see. Number 2. They didn't get the treasure and are not at the dinner party. They are in jail. They are in jail. Jail, in jail ở đâu nhỉ? Ở trong gì? Trong tù, trong nhà giam. Yes. A, yes. Thì họ nói là dây. Họ nói trong đấy là dây đúng không cô? Thì đúng ra là yes. Chỉ có 6 người thôi mà cô. Thì sao họ lại đọc thêm cả cái 7? Họ nói là dây didn't have the party đúng không? Thì dây là cả hai yes. người này. Correct. Chính xác. Đây là cả hai người này rồi. Ở đây mình nhìn thấy là không có câu bức tranh C này. Right? A, B, rồi D, E, F này không có bức tranh C. Bức tranh bốn. Goodbye. Track B. Scenes at the end of the story. Number 2. They didn't get the treasure and are not at the dinner party. They are in jail. Number 3. Wow, what a great dinner. This boy loves eating chicken and drinking soda. Chicken and drinking soda. Three. With E. Right. Goodbye.
Track B60. Wow, what a great dinner. This boy loves eating chicken and drinking soda. Number 4. This man is leaving Ice Island. He's leaving in his submarine. You're leaving in a submarine? So wait. Submarine, là cái tàu gì? Tàu ngầm. Yes. So wait. Picture. Bức tranh gì nhỉ? Thì cũng là bức tranh ghép hả cô? Yes. Goodbye. Ông thuyền trưởng là captain nên là ở trên cái submarine. This man is leaving Ice Island. He's leaving in his submarine. Number 5. She is the only girl who is at the dinner party. She's happy. She's happy. Wait, picture. B. The O. Yes, B. Goodbye. Track B's Ice Island. He's leaving in his submarine. Number 5. She is the only girl who is at the dinner party. She's happy. Number 6. He is at the party too. He likes the food and drink. He loves the pizza. 6 and B. Number 7. They're happy. They're dancing around the statue of their king. Okay, now you will ask and answer for activity 2. Yes. Number 1. What was your favorite scene in the story? Why? What was your favorite scene? Cái là gì ạ? Cảnh nào? Cảnh nào mà bạn yêu thích ở trong câu chuyện, tại sao? Yes. What scene? My favorite scene in the story was a penguin scared the thief because it's so funny. It was so funny. Number 2. Who was your favorite character in the story? Why? Favorite character. Là gì nhỉ? Can you translate? Là nhân vật nào trong câu chuyện mà bạn thích, tại sao? Yes. My favorite character in the story was Captain Formosa because he very serious. He's brave. He is brave. Do you know brave? Em tưởng brave là bánh mì chứ. Brave. You see the word? Yes. Next. What was your favorite song in this book? Can you sing it? I think it's quite difficult, right? Do you remember any song? Or you don't remember?
I didn't like any song in this book. Yes. And the last question? Which have fun pet was best in this book? Okay. Cái trang nào đúng không? Trang. Trang nào hỏi vấn lý nhỉ? I think that you don't remember, right? Có thể là mình không nhớ được hết những cái trang mình đã học đúng không? Em nhớ thì có nhớ nhưng mà em không hiểu là hoặc là tức là cái trang nào mình cảm thấy nó là vui nhộn nên gọi là fun page with the best. I like any page. Every mình khi mình nói ở câu khẳng định đúng không thì mình không dùng any. Every page in this book. Okay. Okay, now you have to write. Practice. Okay, you can write about. You see, I went to. Now you can speak out loud. Có thể nói luôn. Wow. Talk about your holiday in the past. Or a trip everywhere you have ever gone. Em nói về mùa hè, kỳ nghỉ hè. Okay. Last summer holiday, I have to 3 days. I went to some beach. It was very beautiful with white sand and green tea in it. Yeah. We went there by car. Mm-hmm. On the first day, I go swimming and we sang kettle with my brother. On the second day, Remember, we are in the past. So please pay attention to the verb in the past, okay? Mm-hmm. We continue. Chúng ta đang nói về thì quá khứ đúng không? Nên là cô chỉ nhắc là mình để ý một chút về cái thì quá khứ, cái động từ. Okay, you can continue. Wow. On the second day, I went for work with my mother and collected seashells. Yeah. On the last day, I went to the market. Yeah. And ate seafood. I bought some souvenir and souvenir to give my friends. I know my chief very much. Yeah. Is that so? Yes. Yes. Okay, thank you very much. I think that's a good paragraph with the clearly structure. That means mình đã nói về cấu trúc nó khá là rõ ràng. The first day, second day, the last day, that's very good. However, please pay attention to verb. Chúng ta vẫn phải chú ý về cái động từ nhá. Ví dụ như từ đầu tiên mình nói là I have 3 days, đúng không? No. I had, đúng không? Phải là had, not have. Tiếp tục đó là một số cái động từ mình bị nhầm
khi mà at the first day cô nhắc, thì sau đó ngày thứ hai, ngày thứ ba mình làm rất tốt. Ok, để là dùng quá khứ. Ok, only one word. I think you should pay attention to the pronunciation. Souvenir. Souvenir. Yes, souvenir. Yes. Thank you. Next. Now you tell me three rules for home and three rules for school. And you must. Sử viết ra ba quy tắc ở nhà và ba quy tắc ở trường, sử dụng cần phải hoặc là nên làm. Home, yes. Okay. Home first. You should do your homework after go to school. Yes, at home. You should help your parents. Yes. Yes. You should teach your brother alphabet. Yes. Very good. Brother. How about must? Mưa thì chắc em cũng thay vào như thế. Thay vào như thế á? Chứ cái gì mà mức độ quan trọng nó kiểu bắt buộc hơn chẳng hạn. Ví dụ như việc làm bài tập về nhà, đúng không? Hoặc là việc gì? Nhà mình có việc gì mà bắt buộc mình phải làm không? Lau nhà, rửa bát. Yeah. Bạn phải dọn nhà. Thì là you must clean your house after go to school. Okay, very good. How about a school? Ở trường thì mình phải làm gì? Mình không nên nói chuyện trong giờ học. Mình có thể dùng must hoặc là should hoặc là gì? Shouldn't. Yes. Thì là you shouldn't to hit your friend. Shouldn't gì? Sẽ cộng với gì? Tốt không nha. Ở đây mình dùng should đã. Thì sẽ là gì? You shouldn't hit, chứ không phải you shouldn't to hit. Right? Yes. Ok. Bạn nên tập trung cho lớp. Tập trung là gì? Chúng ta có thể pay serious là pay attention. Nhưng nghiêm túc. Serious. Mình nghe dùng serious. Serious cũng như serious là một tính từ nên mình sẽ phải dùng cái động từ đi. Đó. Serious là một tính từ nên nó sẽ phải đi với động từ gì nhỉ? To be, right? You should be serious in your class. Ok. Bạn nên tập trung trong giờ học thì nói như nào? You must pay attention. You must pay attention in the class. Yes. Yeah. Come on. Wow. Okay. Next. Now you look at the picture and say, using should or shouldn't. What are they doing? Mình có thể nghĩ một hành động đơn giản là ví dụ như họ đang dọn phòng chẳng hạn. Phòng là gì? Hoặc là dọn giường sau khi ngủ dậy ấy, mình có từ gì nhỉ? Make the bed or clean the room. Mình có thể nghĩ đến những cái cụm từ đơn giản như vậy. À, thì what are they doing?
How can you ask that? By making the bed. Yeah, they are, Mom. So, what do you learn from this picture? We shouldn't making your best in every morning. We should or shouldn't? You should. Yeah, should thì sau đó sẽ phải cộng với verb gì? Verb nguyên thể. Thì mình không thể nói là you should making, mà mình phải nói là you should make the bed in every morning. Yes. Every morning, không cần in nhá, nếu in thì chỉ là in the morning thôi. Còn every morning thì sẽ không có in ở phía trước. Remember? Next picture, what are they doing? They are dishwasher. Động từ trước đúng không? À, rửa they bát. Are washing, they are washing the đâu nhỉ? Washing the dish. Yes, động từ rửa sẽ là wash. Khi mà they are sẽ là they are washing the dish. So what do you learn from this picture? We should wash the dish after lunch. After the meal. You see in the chess box? Wow. Yes. Yes. What are they doing? Bức tranh này mình có thể liên tưởng đến cái hành động gì nhỉ? Đang gì? La mắng. Có thể là người mẹ này đang mắng không? Mình có thể nói là gì? She is scolding. What do you learn from this picture? You shouldn't scold your son. Yes, đấy là với người mẹ này, thì với đứa con thì sao? Tức là phải nghe lời. Sẽ phải không nghe lời nên mẹ mắng đúng không? Bạn nên nghe lời cha mẹ thì nó như là nhỉ? You should obey. You should obey your parents. Okay, that's all for today, and that's all for this part. But tất cả những buổi học cuối cùng hôm nay, thì trước khi kết thúc, cô cũng hy vọng là Đăng sẽ nhớ được những cái kiến thức mình đã từng học, và nếu có thể thì rất vui được gặp lại trong học tới. Okay. Goodbye. Nếu mà em học thì có thể là hè lớp 6 lên lớp 7 thì em có thể học. Vâng, tại vì ở lớp thầy ra nhiều bài, sợ không thời gian. Yes. Okay. Thank you for all the lessons. Yes. Vâng. Có gì thì em hẹn cô là hè hôm sau nha. Yes. Bye bye. Goodbye, teachers. See you soon. Yeah. Tắt rồi. Thế là thoát rồi.